Video này mình giới thiệu với anh em cùng các bạn về cái cổng chuyển đổi 8.1 USB Type-C của hãng Ritac. Cái thông số kỹ thuật của sản phẩm thì được giới thiệu ở đây rất là ngắn gọn. 8.1 USB Type-C, 3.1 Hub with Power Delivery. Phần specification ở đây thì chúng ta có cái phần thông số kỹ thuật về sản phẩm được sản xuất từ aluminum và vật liệu ABS. Kích thước của nó thì là 270mm nhân với cả 500 nhân với cả 20mm. Chúng ta có cái đầu dây thì là 165mm. Cái input thì chúng ta là đầu vào đấy, thì chúng ta có USB Type-C 3.1, và ở đây thì chúng ta có USB 3.0. chúng ta có 3 cổng HDMI, chúng ta có một cổng cái cổng tín hiệu internet, thì chúng ta có một cổng RJ45, cổng card reader thì chúng ta có cổng SD và TF là hai cổng, cổng USB là đầu ra USB 2.0 thì chúng ta có 20V và 3A, 5.2V và 2.4A đấy là đầu vào. Thế còn đầu ra thì chúng ta có 5V và 500mA, 5V và 5.1A. Ở đây chúng ta có cái tốc độ USB 3.0 là max là 5GB, HDMI là tốc độ đường truyền, cái độ phân giải là 4K, 2K và tần số quét là 30Hz. Ở cái cổng chuyển đổi mạng thì chúng ta có tần số là 100Mbps, card reader là 480M max, và ở đây thì chúng ta còn có cả đầu đọc thẻ SD, micro SD. Phần PC support thì chúng ta được hỗ trợ là MacBook, hỗ trợ MacBook cùng với cả Thunderbolt. Ở đây là Thunderbolt 3. Thì cụ thể hơn thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm, và bây giờ ngay bây giờ mình sẽ bóc hộp cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ cùng mở hộp cái sản phẩm này, rất là đơn giản. Tất cả cái thông số kỹ thuật và thông tin của sản phẩm thì đều được giới thiệu qua cái vỏ hộp, và cái thiết bị này thì tương thích với MacBook, đặc biệt là những dòng MacBook đời mới sử dụng cổng USB Type-C và những cái dòng máy tính có kết nối USB Type-C. Cái thiết bị này thì mình thấy nó rất là đa năng, và ở đây đã được giới thiệu với các bạn như thông số kỹ thuật mình vừa giới thiệu với các bạn, thì bây giờ là chúng ta cùng mục sở thị cái sản phẩm này. Chi tiết thì gồm có một đoạn dây này 165mm này, ở đây là đầu USB Type-C. Cái thiết kế này thì nó thiết kế theo kiểu hình gì đây, hình thang. Một đầu thì chúng đầu này thì chúng ta kết nối với dây này, đầu dây này. Phía bên phần đầu to hơn này thì chúng ta có 3 cổng USB 3.0 và một cổng HDMI bên cạnh 3 cổng USB. Phía đầu đằng này thì chúng ta có cổng RJ45 kết nối mạng, và đây chúng ta có một cổng USB Type-C. Ở đây thì chúng ta có hai đầu đọc thẻ, một thẻ SD và một thẻ micro SD. Như vậy là tổng cộng chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.1 là cái thuật ngữ và hãng giới thiệu với chúng ta về cái sản phẩm này. Một thiết bị có 8 chức năng và kết nối với, có thể kết nối ra 8 cái chân. Từ một chân này chúng ta có thể kết nối ra 8 cái chân đa năng. Như vậy mình vừa giới thiệu với anh em về cái sản phẩm này. Và sản phẩm này là của hãng Ritac, được bảo hành lỗ đổi trong 1 năm. Về giá thì anh em có thể tham khảo phía bên dưới hoặc truy cập website uscom.vn. Sản phẩm được bảo hành 1 năm lỗ đổi. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với shop hoặc comment phía bên dưới. Và đây là cái chi tiết về cái thiết bị này. Ở phía bên trong được sản xuất Made in China, và thông số kỹ thuật thì cũng được thể hiện ở trên cái phần vỏ hộp. Cái phần thông số kỹ thuật này thì được in full
thẻ micro SD và thẻ SD USB cổng mạng LAN 3 cổng USB 3.0 và cổng HDMI. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.